Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ vọc một cái linh kiện mà hầu như những người tìm hiểu về điện tử, vọc vạch điện tử hay là có qua đào tạo trường lớp thì đều biết cái con linh kiện này hết. Đây là chiếc tụ điện ha. Và cái trò mình vọc hôm nay á, thì chắc cũng ít người người ta vọc. Tại vì á, chúng ta biết cái tụ điện á, là nó dùng để tích trữ năng lượng tạm thời thôi, tại vì cái dung lượng của nó so ra đối với pin á, thì nó không có nhiều ha, nó chỉ có thể làm lọc nguồn hay là liên lạc tín hiệu cho nó truyền tín hiệu đi qua làm những cái tụ liên lạc á, ha, vân vân. Nhưng mà những cái tụ mà dung lượng lớn này thường nó sẽ là được làm lọc nguồn nè. Cái tụ này là 4700 mF, 16V. Bữa nay chúng ta sẽ vọc ghép nhiều cái tụ này để nó làm nhiệm vụ như là một viên pin. Ở đây mình có một cái bịch khoảng 200 tụ. Chúng ta sẽ ghép lại song song với nó để tăng cái dung lượng lên. Thực tế trên thị trường nó sẽ có những cái siêu tụ. Cái tụ đó nó khoảng từ vài farad, vài chục farad, vài trăm farad. Nhưng mà ở điều kiện ở Việt Nam chúng ta thì tìm những cái tụ đó cũng khó, và giá thành của những cái tụ đó nó vẫn còn rất là cao. Mình đã thấy những cái tụ khoảng vài trăm farad rồi, còn những cái tụ mà khoảng 1 farad thì dễ kiếm hơn, nó rất là nhỏ, nó đóng vai trò như là những viên pin vậy đó. Nhưng mà cái đặc tính của tụ nó là nạp nhanh, xả nhanh, và cái số lần nạp xả nó cũng nhiều hơn so với pin rất là nhiều. Có thể là vài năm sau mà khoa học phát triển hơn, người ta có thể sản xuất được những cái siêu tụ cho cái dung lượng nó lớn hơn nữa nhiều á, thì có thể ứng dụng nó sẽ là tạo những cái ắc quy rất là bền. Và bây giờ ta sẽ tiến hành ha. Đây mình có một cái đèn để làm cái tải để thử coi một cái tụ thì nó tích trữ được năng lượng bao nhiêu lâu ha, cho cái đèn nuôi cái đèn này. Cái nguồn mình cấp khoảng 4,2 V thôi, tại vì vừa áp với cái đèn này à. Cái đèn này cấp 4,2 V nè, cho cái đèn nó sáng lên ha. Oh, 4,2 V đèn sáng nè. Bây giờ mình sẽ tích vô cái tụ 4,2 V. Tụ này nó nạp nhanh lắm, mình tích vô là nó đầy rồi. Đầy rồi đó. Giờ rút ra nè, dùng cái tụ để nuôi cái đèn ha. Để ý nha, cái thời gian nó xả điện rất là nhanh. Không, nó xả hết rồi, hết rồi đó. Giờ một cái tụ thì cái khoảng thời gian nó xả nhanh vậy, chúng ta ghép nhiều cái tụ thì xem nó như thế nào ha. Sau khi mình mắc song song khoảng 50 cái tụ thì chúng ta sẽ được một cái viên pin dung lượng cũng tương đối thôi, chứ không gọi là cao mấy đâu. Và đang nuôi cái bóng đèn led nè. Lúc nãy là bóng đèn led là xài hết tải của nó ha, thì cái công suất của bóng đèn lúc nãy thì nó cũng cao, tại nó đây nó tới 6 cái level led. Bây giờ mình để cho tăng cái thời lượng sử dụng lên đó, thì mình phải hạ xuống, hạ cái công suất của led xuống bằng cách là mình cản một con điện trở đó, cho cái bóng led nó chỉ là sáng riu riu thôi. Thì giờ nó sáng lâu rồi, sáng từ nãy giờ cũng khá là lâu rồi đó. Tụ là 4700 mF, 50 cái tụ. Thì cái công việc chúng ta đang làm chỉ là nghiên cứu khám phá vọc vạch thôi, à, thực tế thì ứng dụng cái này mà lắp thật là nhiều tụ vô á, thì nội cái bọc tụ này là mua đã ra khoảng vài trăm ngàn rồi, cái dung lượng của nó đạt thì cũng không có cao nữa. Nhưng mà những cái gì mà chúng ta suy nghĩ ra, nếu mà chúng ta chưa làm ấy, thì nó làm sao mà biết nó không thể, đúng không?
đây là cũng gọi là viên pin rồi, nhưng mà dung lượng của nó không được cao thôi. À, nó có thể nuôi được những cái mạch điện hoặc là những cái thiết bị đòi hỏi cái công suất nó không có lớn ha. Những cái thiết bị mà nó tiêu hao cái dòng điện nó nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng được lâu. Và cái lợi điểm của cái bộ pin của chúng ta thì có được cái lợi điểm duy nhất là nó bền thôi. Nếu mà dùng cái tụ này mà để làm pin á thì nó bền thì thôi khỏi rồi. Phải nó nạp rất là nhiều lần ha, chứ không phải là chỉ như pin đâu. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi. Bây giờ cái thí nghiệm vọc vạch của chúng ta nó tạm gọi là nó hoàn tất rồi.